Hi, chào tất cả anh em yêu thích game Hoa Kiếm. Thì trong video này mình sẽ không review cái gì hết anh em, nhưng mình chỉ kể lại một cái câu chuyện hơi bị ngu mà mình cũng không biết có phải gọi là ngu hay không. Thì mình kể gì cho anh em nghe nha. Thì mình có 29k kim viên bảo phá. Mình có 29k kim viên bảo phá anh em. Cái mình đăng cái này đây, mình đăng cái tăng bạc này. Đó. Anh em biết không, cái đồng hành để coi cảnh, đúng rồi cái cảnh này nè. Đó, cảnh mình lên bậc 7. Lúc nãy á, là nó là bậc 6 9 sao. Có nghĩa là nó còn một sao cuối cùng, mình cứ tưởng đâu mình tích vô đây một phát mình năng lên là nó sẽ lên bậc 8 luôn, bậc 7 anh em. Mà mình cứ tính là nó rẻ, ai dè nó quất một phát mình đúng 10 kim nguyên bảo luôn anh em, 10k kim nguyên bảo luôn, 10k kim nguyên bảo phá luôn, từ 29 xuống còn một còn từ 29k xuống còn 19k. Trời ơi, mình đau một cái luôn anh em ơi. Cực kỳ đau luôn. Nhưng mà sau khi anh em lên bậc 7 nó sẽ mở cái này nè anh em. Nó sẽ mở cái này. Anh em đối anh em biết cái này tăng bao nhiêu lượt chiến đó. Cái này nó tăng khá là nhiều lượt chiến tùy theo hên xui nè. Mới ở bậc 7 đây mình thấy chỉ tăng được mới có 10 viên thôi. Mà 10 viên này chắc tầm khoảng 2 triệu mấy lượt chiến đó anh em. Thì mình tính anh em á, nếu mà còn một sao hai sao thì anh em mua từ từ nè, thà mua ít mua từ từ nha. Lên mình lên xong bậc 7 cái nó có đây 800 viên nữa nè. Làm như nó mua giùm cho mình luôn hay sao, nó đẩy vào thêm mình lên bậc 7 rồi, mình vừa lên bậc 7 rồi ở đây có thêm 800 viên nữa. Đó, chỗ này có thêm 800 viên là mình nâng lên được tới đây 4 sao luôn nè anh em. Mình cũng không biết tự động nó mua hay sao luôn, nó mua cái kiểu gì mà nó mua quá trời. Nó mua lố cái mình càng luôn. Cho nên là anh em sau này anh em có năng lên mua thì mua từ từ, đừng có mua nhanh quá. Anh em mua nhanh quá là nó trừ anh em hết kim bảo luôn, là khổ lắm. Nó rồi bây giờ mình lên tới đây mình định lên cái đồng hành trước anh em ơi, mình lên đồng hành trước mà bây giờ nó còn 4 sao nè. Mình cũng tính chắc mình tính ít bù phát vậy này, mình tính lên đồng hành trước anh em biết sao. Tại vì cái con đồng hành nó sẽ tăng chỉ số công nha. Ví dụ như cái viên này nè, cái viên này nó sẽ tăng chỉ số công chứ nó không tăng chỉ số thủ nha. Ở trang bị cánh á, thì nó tăng cái chỉ số cái cánh thì nó tăng thủ nè, HP nè, thủ nè, nói chung là thủ là 4k thủ nè, bền là 2k cho một viên. Và chính xác là 2k, nói chung là tăng vậy. Còn ở cái viên đồng hành này á thì nó sẽ tăng công. Ở đây mình còn 9 viên nữa mình lên cánh luôn nha anh em, còn 9 viên nữa mình lên cánh luôn. Thì nói chung là anh em mua trong mấy cái gói đó anh em, mua trong cái gói nào nè. Cái gói nào mình không nhớ, như cái gói đặc quyền vậy phải. Nó hình như là mình mua rồi anh em ơi, mua rồi nó không hiện lên nữa cái gói ở chỗ này nè anh em. Nói chung là cái gói ngay chân chỗ này nè, đó. Cái hỗ trợ đó, nói chung là cái gói hỗ trợ đó anh em, nó có sẽ có. Anh em mở ra anh em mua nha. Nói chung là nó sẽ có anh em có tiền 5k 4k gì đó anh em ơi. Để mình bán cái đi. Bán mình mở lên cho anh em, mình còn 9 viên nữa đúng không? Ở đây mình còn 21 viên nè. Đó mình cánh nè. Cái viên cánh này nó tăng thì nhiều thì thấy nhiều lắm anh em ơi, tăng nhiều được chiến lắm. Nhưng mà anh em cẩn thận xài cái viên này. Lúc đầu mình không biết, mình tưởng đâu là trang bị không à. Lúc đầu mình không để ý nè, mình cứ nhắn luôn, màn hình nhỏ quá mình nhắn cho mình không có đọc xem á. Đó, 9 viên cánh rồi, vậy là đủ rồi đó nha anh em. Anh em mở cái này khi nào anh em lên bậc 7, cái nào bậc 7 rồi anh em mới sử dụng. Anh em đừng sử dụng trước giống như mình hôm trước, tại mình không biết mình mới mở mấy cái viên nãy ra anh em thấy đó, chứ thực chất là nó lên bậc 7 nó mới sử dụng đó anh em. Nè anh em xem nè, mình đang ở đây là 18.281.000 đúng không? Nếu mà nó lên một phát luôn là tầm khoảng là 2 triệu, là lên 20 triệu luôn á anh em. Một phát á. 1.9 triệu nó anh em thấy không? Thì một viên nó tầm khoảng 200 mấy đó anh em, một viên nó tầm khoảng 200 mấy chục k thì chính là 218 rồi đúng không? 18 với lẻ đó là 1.9 rồi đó anh em. Thì nói chung đây là 10 viên thì nó khoảng 2 triệu 2 triệu 2 triệu 1 nè. Nó lên là 20 triệu nè. Nó sau này anh em có năng từ từ anh em năng quá cái là nó tốn vàng. Mặc dù nói là nó tốn vẫn là của mình thôi, nhưng mà nếu nó tốn như vậy thì uổng lắm anh em ơi. Thay vì anh mình còn một ngày nữa là mình một ngày là ngày hôm nay cao lắm, ngày hôm nay là ngày mai là mình lên được cánh, mình lên được hai bậc 10 rồi, nó cũng không có tốn gì cho mình đi phó bản là nó đủ nó lên rồi. Nhưng mà tự nhiên để cái gầm một cái nó lên vậy cái nó tốn ghê luôn. Còn có cái đồng hành nè, cái đồng hành này chắc vài ba ngày nữa mình cũng lên thôi. Tại vì tới hôm nay mình ngu, phải mình biết vậy là mình cho nó lên vào bậc 6 rưỡi là mình nhận thưởng là lên được bậc 7 chắc luôn anh em. Tại bữa đó mình không biết là nó có cái tính năng bậc 7 này, cho nên là mình không có lên cho nó. Chứ không là cái bữa sự kiện mà cái bữa đưa tớp đó là mình cho nó lên bậc 7 luôn rồi anh em ơi.
anh em này chơi sao mà có xem cái video này ha, anh em chơi sao anh em có xem video này anh em chú ý mấy cái này nha anh em. Ngày qua trời ơi, ngày qua có vàng tức 5k vàng mà không chịu cầu phúc cái này anh em ơi, để nó trừ mình từ 5k vàng trừ xuống còn 113 vàng luôn. Đau thiệt chứ. Rồi nói chung thì cái mình nói chỉ nói chia sẻ với anh em vậy thôi anh em ơi, để cho anh em rút kinh nghiệm thôi, đừng giống mình. Giống mình thì nói chung là chơi hay bị ngu rồi đó anh em, nói chung là hay bị ngu, nói chung ngu thì không ngu gì cho lắm, chỉ không ngu hơi hơi thôi à. Nói chung là vẫn còn vớt vát được tí xíu anh em, vẫn còn vớt vát được 4 sao. Rồi bây giờ là để mình cho anh em xem cái quên cái đồng hành, cái của con đồng hành chứ. Cái đồng hành á thì nó sẽ tăng nè anh em, đó đồng hành nè. Nè nó tăng 4k công, ví dụ như anh em có 10 viên nữa đúng không? 10 viên nó sẽ tăng được là 4k công nha anh em. Tăng được 4k công cũng im lắm á. Tội kỵ cũng vậy nữa nè anh em, tội kỵ thì tăng có 2k cho nên mình sẽ ưu tiên, mình sẽ không ưu tiên đổi đồng hành đó, mình có ít thì mình sẽ đổi cái này. Đó cho nên mình đợi đồng hành. Thì mình còn ở đây là được 2k nữa rồi nè, được 2k chắc nữa rồi nè. Đó như đây được 2k có đồng hành nữa đó. 2 triệu chứ, 2 triệu lượt chiến cái đồng hành. Rồi nói chung là xong rồi đó anh em ơi, mình bây giờ tới mình đi hoạt động, sáng mình đi hoạt động hết rồi, mình up được chiến hết rồi, từ 14 triệu mấy đó mình up lên 16 triệu nè, up lên được 16 triệu là do mấy cái tàn dư ngày hôm qua vẫn còn đó, mình bỏ vô kho mình quên nên mình cũng hên, mình bỏ vô kho nay nó vẫn còn nên em up lên được anh em ơi. Rồi bây giờ còn mấy cái phó bản này đi cho xong luôn. Hôm nay nạp 100k thì nó cái phần thưởng nạp nó không có ta tặng cái vé ép anh em ơi. Đó bây giờ đi nhân 4 luôn. Rồi còn có 1 viên nữa hết rồi anh em ơi, viên ngày hôm nay ngày mai nữa là hết rồi đó anh em ơi. Sắp hết nhân 2 nhân 3 rồi đó. Mình tắt hết quái luôn anh em cho nó nhẹ anh em. Trời ơi lắc kìa, sao mà lắc vậy con? Mày lắc ngày hôm qua đi 7 vé 8 vé mà đi từ level 7 với 28 gì đó, 78 7 lượt 28 lượt rồi đó anh em, mà từ level 3 322 nó đẩy lên 340 mấy luôn á anh em. Anh em mà có đam to, anh em mà đam to anh em đi cuối ngày chừng đi đầu ngày sát thương anh em cao á, anh em để up hết lực chiến còn hai đi cái này mới ngon, còn anh em đi sớm quá là lực chiến anh em cũng không giết được nhiều quái đâu. Quan trọng mấy con quái càng về sau, mấy con quái càng cuối là lực chiến ép nó càng nhiều. Thì 4 lượt này mà mình đi với nhân 3 này thì chắc chắn là nó sẽ trên được 4 cấp rồi nghe anh em, đảm bảo trên 4 cấp nãy 347 48 rồi đúng không? Đảm bảo. Ở 1 phút đầu tiên thì không tăng bao nhiêu mà tầm 1 phút cuối là nó tăng dữ dằn lắm, tăng lực chiến cao. Sáu ca là nạp bao nhiêu tiền vậy anh? 6k. Ủa sao tự nhiên giờ này lắc vậy? À nó lên cấp anh em ơi, phải rồi. Đây nè. Anh em nhìn thấy không? Đó. Cứ lên cấp lên 300 level 50 nó tải là nó lắc vậy đó. Chết mình rồi anh em ơi. Phải nó có cái nút dừng tải anh em. Nó lên level 350 cái nó tải cái nó lắc vậy đó, lần nào mình cũng bị vậy hết trơn anh em ơi, lên ngay cái mốc này là chết luôn rồi. Chịu luôn á. Coi nó lắc thôi à. Ôi. Chết mình luôn rồi anh em ơi. đau đớn chưa nè, cứ lên 300 nó cứ lên đúng mốc của nó là nó bị, đúng mốc của nó là nó bị gần 30 phút chưa lên được cấp luôn kìa. Ở 30 giây chứ, gần hết phút luôn đó mà chưa lên được cấp luôn kìa.
cay thiệt chứ. Anh em chú ý nha, cái mốc level 350 là đừng có đi nha. Mình không biết trên điện thoại như thế nào nhưng mà trên PC mình nó bị tải là nó bị đó. Đau chưa? Chết cha tôi rồi. Ôi á, mở chuyển vị luôn này nè, mở chuyển vị 6 luôn. Cái này là cái gì ta, để coi. Tu luyện bí tịch, dùng ép tu luyện bí tịch thì nó có bán không ta? Bí tịch nhưng mà ở đây thì nó sẽ hoàn thành ở level 370 mới hoàn thành, cho nên anh em đừng có vội dùng ép sớm nha, nào đừng vội dùng ép sớm làm gì. Ôi giờ này lắc vô lắm rồi anh em ơi, lắc vô lắm rồi, nó kêu khọt khẹt giống như con gà mà bị ăn cựa vậy đó anh em. Thôi nói chung là video của mình đến đây là kết thúc luôn nha anh em. Nói chung là nó bị ăn cựa rồi anh em ơi, dính cái cựa này rồi, mình cũng không biết làm sao nữa. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha anh em.